Đợt này thì David và Eddie sẽ rút về đào tạo về online, các cái mô hình khóa học về đào tạo online. Chúng ta không học được trực tiếp, tuy nhiên online cũng có cái hay của nó. Do vậy là gửi đến anh Tuấn, chị Hương với lại một số các thành viên đang hỏi là thế thầy làm sao đào tạo trực tiếp được, bây giờ sẽ đào tạo online thì cái phong cách đào tạo online như thế nào. Thế thì tôi với Eddie sẽ trực tiếp đào tạo mọi người, và mọi người đã biết rằng là trong 10 năm qua thì chúng tôi đã đào tạo hàng nghìn người, cũng như là đào tạo các học trò mà nay họ đã trở thành những chuyên gia phân tích ở các sàn Forex, các sàn Coin. Họ cũng là những học trò rất là xuất sắc và họ đã kiếm được rất là nhiều tiền từ những cái bài cơ bản, mô hình nến, đến các bài rất là phức tạp như là trendline hay là Fibo hay là sóng Elliott hay là các cái phân tích về Ichimoku. Thì hôm nay tản mạn về vấn đề khóa học đầu tư thì chúng ta nói chuyện với nhau về phong cách đào tạo cũng như là đưa ra các giải pháp đào tạo để mọi người có thể hiểu được. Từ trước đến nay ấy, thì các khóa học của tôi nói về đào tạo Bitcoin, Ethereum là ba cái nền tảng chính, hai cái nền tảng chính để có thể suy ra, kẻ vẽ ra được các vấn đề về Tether, Bitcoin Cash hay Bitcoin SV. Tức là từ đào tạo một mà mình có thể suy ra rất nhiều, mình lắp ghép được đó các tin tức cơ bản, các tin tức phức tạp mình đọc mình cũng có thể hiểu được. Trong cái thời gian qua thì tôi đào tạo ở cái forex.edu.vn, các cái khóa học đã diễn ra rất là nhiều, các cái học trò, các cái thành viên đúng không ạ, nói về các cái phong cách phân tích về hàng hóa lúa mì khô độc tương, rồi Bitcoin, rồi Forex, rồi Euro bảng Anh, rất nhiều các cái mô hình đúng không ạ, làm thế nào để đưa ra được. Ví dụ như là chúng ta có thể phân tích cái cặp Boeing này, dầu này, Canada, Japan Yen rất nhiều đúng không ạ. Giá dầu đấy là cái mà chúng ta có thể ghép vào các con sóng. Giá vàng chúng ta biết được phân tích ra sao để làm thế nào để chúng ta phân tích được. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái phong cách đào tạo thì chúng ta mới biết được là mô hình đào tạo nó như thế nào. Thì tôi tiện đây tôi nói cho các anh chị để các anh chị yên tâm khi mà tìm hiểu về các khóa học của David cũng như là toàn bộ ekip của chúng tôi sẽ hỗ trợ kèm cặp, thậm chí là một một để cho chúng ta cam kết bao thầu, học giỏi, học tốt và tự mình phân tích được. Cái điều này đã được kiểm chứng rất là lâu rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên là tôi cũng muốn gửi đến các anh chị để đọc, đàm luận, hội thảo với nhau để trước khi xuống tiền để học. Tại sao phải đào tạo, tại sao phải học? Tôi và Eddie cũng đã đào tạo rất nhiều các thành viên ở bên Đức này, bên Hàn Quốc, bên Nhật Bản, Mỹ, rất nhiều. Đấy là cái niềm tự hào của chúng tôi. Ngoài ra thì các thành viên từ những buổi ban đầu vỡ lòng không hiểu gì về nến, về trendline, không hiểu gì về các cái mô hình nến, cũng không hiểu về các cái thuật toán, các mô hình mở rộng Fibonacci hay là các cái trendline, thì nay họ đã trở thành những cái sói già phố Wall rồi, đúng không ạ? Họ có thể đánh được những cái cặp. Vấn đề bây giờ họ chỉ cần nói rằng em bây giờ chỉ cần vốn nhiều thôi, đúng không ạ? Và họ phải làm từ từng bước một. Do vậy là tôi sẽ gửi đến các anh chị là cái niềm tin để chúng ta đào tạo. Cái nội dung khóa học là tập trung vào phân tích kỹ thuật và phát hiện xu hướng để chiến thắng. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Phân tích kỹ thuật. Thế thì có những người bảo tôi không cần biết gì cả. Có hôm qua có hai ba anh ở bên Mỹ chat với bảo em có cái nhóm ấy, thì em cần thầy dạy, em không cần gì cả, em chỉ cần phân tích kỹ thuật. Ok, thầy cũng đồng ý phân tích kỹ thuật, chỉ có kẻ vẽ thôi, không cần biết tin tức ra sao cả. Đúng không ạ? Thì anh ấy bảo ok, là đào tạo theo phong cách mà học trò thích. Bởi vì người ta thích thì ta mới học. Giống như con mình ấy, đúng không ạ? Mình bảo nó học văn, nó không học đâu, nó không thích, nó học toán cơ. Đấy, do vậy là gì ạ? Phân tích kỹ thuật riêng cũng ok. Hoặc là phân tích cơ bản riêng cũng ok. Và đặc biệt là chỉ có kẻ vẽ ok. Hoặc là bảo tôi không cần thầy dạy gì ạ? Dạy đúng gì ạ? Bitcoin thôi, ok. Hoặc thầy chỉ cần dạy đúng bảng Anh ấy, ok. Đồng ý. Đấy. Thì ở trên mạng này tôi nói với mọi người là gì ạ? Người ta đưa ra rất nhiều cái tập trung vào phân tích kỹ thuật, nhận biết tâm lý và phân tích bản thân để phù hợp với phong cách giao dịch sau này. Đây mới là yếu tố quan trọng này. Chúng ta phải biết được cái tâm lý của bản thân,
Ví dụ ông nóng tính thì ông phải dạy đánh kiểu khác, ông phải cạn được. Có những ông chỉ đánh theo rình rập, đúng không? Phân tích bản thân để phù hợp với phong cách giao dịch sau này, rồi phát hiện chiến lược giao dịch phù hợp với các nguồn vốn, vốn vay hay vốn tự có tích cóp được liên quan như thế nào, và các vùng giá để mua và xả hàng. Và tôi nói luôn quan điểm là thắng thì là thầy và thua là thằng luôn. Do vậy là gì ạ? Là cái quan điểm về về đào tạo nó rất rõ ràng nhé. Đó là thực dụng, đó là hiệu quả, đó là nhu cầu, và đặc biệt nó giúp ích cho chúng ta trong vòng thì tương lai và không bao giờ bị lỗi thời. Có Bitcoin chúng ta sẽ phân tích Bitcoin, có Boeing chúng ta sẽ phân tích Boeing, có cúm chúng ta sẽ phân tích dịch cúm, thậm chí là có Bitcoin về Corona, có các con coin về Corona đó, phân tích luôn xem nó là có volume thật hay không, hay có ảo hay không. Thì đấy là cái phong cách đào tạo. Vì trên thị trường có rất nhiều các phong cách đào tạo, rất nhiều các phong cách đào tạo, có rất nhiều phong cách đào tạo. Ví dụ như là tôi có một cái khóa học lướt sóng chứng khoán phái sinh này, đúng không ạ? Người ta đưa ra tí tỷ này, nhiều, rất nhiều. Đấy, quảng cáo cho đội này một tí. Người ta sẽ nói luôn chiến lược là nhập môn này, đầu tư lướt sóng là chiến thuật theo dấu ông Tây đi trước một bước, nó đẻ ra rất nhiều cái rất hay, đúng không ạ? Chiến thuật đột biến, cánh chim đầu đàn này, bơi theo dòng nước, đúng không ạ? Theo là theo cái chiến thuật ăn cháo đá bát, hay là theo gọi là qua sông dí bờ vào sóng chẳng hạn, thế tát nước theo mưa, đúng không? Rồi là dung cây dọa khỉ nó tùm lum, đúng không? Rất hay. Thế nhưng mà thực ra phong cách là chúng ta mới hiểu là cái việc đào tạo ấy nó không cần bôi vẽ làm gì, nó rất là đơn giản thôi, và nó là thực dụng, nó là đêm nay ta học cái gì, ngày mai ta phân tích cái gì, và chúng ta thực dụng. Đó là nội dung khoa học. Thì tôi nói với các anh chị là tôi cũng già rồi, và nói luôn là đào tạo hàng nghìn học trò. Tôi với SD sẽ quần với lại quý vị để chúng ta học thật giỏi, chơi thật tốt và làm gọi là sói già phố chơi giống như các cái Facebook. Ngoài ra là chúng ta cũng có thể theo dõi Facebook của tôi hay là YouTube của tôi, rất nhiều các cái bài học, các cái con sóng mà tôi đã đào tạo rất nhiều học trò. Và Facebook đây, đúng không ạ? Rất là rõ ràng, chửi hay là gì, cứ vào đây chửi hay là gì đấy. Do vậy là chiến đấu, dạy là dạy. Đó, không có cái chuyện là dạy xong là em học kém lắm. Đó, vấn đề là chúng ta phải học, và nghiêm túc học. Tôi phân tích tiếp về cái khóa học của chúng tôi. Tôi và SD sẽ hướng dẫn online và đảm bảo cái chất lượng của mình. Team David đã thực hiện khóa học là online hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới luôn. Zoom online và các vấn đề đào tạo mọi người thảo luận và bao thầu. Hỏi bất kỳ lúc nào nhé, Zalo 0987732228 và chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi. Nội dung chủ yếu là xoay quanh là vì sao phải học. Các nội dung phải học, nói với các anh chị là vì sao phải học. Vì đơn giản là nếu chúng ta đam mê về tài chính thì chúng ta nên học. Và các nội dung do các thầy sắp xếp, bởi vì các cái kinh nghiệm nó sẽ đi vào thực tế để tránh cho trường hợp chúng ta mất tiền. Và nếu có mất tiền thì phải mất ít thôi, đúng không ạ? Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, kẻ vẽ, phân tích các yếu tố về làm sao Tổng thống Trump họ như thế nào, đúng không ạ? Mở cửa thị trường hay ông tuyết một cái giá dầu phật lên cái xong lại xuống, đúng không ạ? Những ông nào mà cứ nghĩ nó lên luôn là hỏng rồi. Đó, vậy là nền kinh tế chúng ta xem ở mức vĩ mô hay vi mô ra sao. Lọc các thông tin thì luôn luôn có thông tin rác, thông tin nhiễu, thông tin đen, thông tin bẩn. Do vậy chúng ta phải lọc thông tin. Và tất cả những câu hỏi vì sao của quý vị sẽ được chat bao thầu cả đời. Tôi cũng nói với các quý vị là thế người ta hỏi rằng là thế thầy đánh tốt thì thầy đi học, đi dạy làm gì, thì tôi nói luôn là học là đi dạy, hay là đi dạy chính là đi học. Thầy và thằng nó cách nhau rất là ngắn, đúng không ạ? Thầy mà dạy tốt thì nó gọi là thầy, và thằng là gì á, dạy kém làm cho cái học trò đấy mất tiền, đúng không ạ? Đấy là cái quan điểm rất là rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu được rằng là mỗi một người là phải có sự tôn trọng cũng như là có sự nỗ lực, đúng không ạ? Vì hôm vừa rồi tôi có đọc một số các cái bài comment ở trên Facebook của tôi, có một số các cái comment trước đây, đúng không ạ, nói rằng là ôi cái thầy đấy dạy rất là kém, ông ta còn chẳng biết coi y ghi là gì. Thế tôi mới nói rằng tôi cũng chẳng biết coi y ghi là gì. Trước đây tôi chỉ phân tích về investing và trading view. Thế mấy ông học trò ấy bàn nhau với là nói xấu thầy là bọn em đang xem trên coin ghi. Thế là mình mới hỏi cái đấy là cái gì vậy,
Thế là ông ấy bảo ôi thầy chả biết gì. Đấy là một cái ví dụ vậy, tức là tôi đã được học một cái có ý nghĩa, mà đây nó cũng sóng cũng giống như trên interview, tôi không quan tâm lắm, đúng không? Thứ hai nữa là hệ thống mạng lưới, hệ thống các vấn đề về giao dịch, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ được học về vận hành robot và các cái xu hướng trendline và các trend xu hướng trong tương lai. Tôi cũng trả lời các câu hỏi vì sao nhiều người giao dịch tốt mà vẫn phải dạy hay là đi ăn tiền không qua đào tạo, đúng không? Thì nói tới hai khía cạnh, không làm được gì ngoài dạy hoặc là đã làm được quá nhiều nên cần phải dạy lại, đúng không? Thì ở trên thị trường nó có hai loại này. Loại thứ nhất đó là không làm được cái gì cả và phải đi dạy để kiếm tiền, đúng không ạ? Đấy là một nghề thôi. Có những lúc mà chúng ta hiểu được rằng là lực bất tòng tâm, không làm được gì thì phải đi chia sẻ cái kiến thức mình đã học được, mình không thực hành được mà mình một mớ lý thuyết. Cái này không phải gọi là mình có thể là gì ạ? Nên học được những cái người như này cũng rất là tốt, họ tập trung về nghiên cứu thì tôi cũng đưa ra các giải pháp như thế. Tất nhiên nếu doanh nghiệp không có thực chiến thì chúng ta chỉ nên trả giá rẻ mà thôi. Nhưng mà học cái người mà đã làm quá nhiều rồi nên cần phải dạy lại này thì chúng ta cần phải trả một cái giá rất là đắt. Bởi vì người ta đã thực chiến, người ta đã phải bỏ công bỏ sức ra rồi, người ta đã mất rất nhiều tiền rồi để cho học viên tránh được. Thì đây là cái nội dung mà chúng ta sẽ phân tích và nói rất là thẳng trong cái quan điểm bây giờ. Chúng ta chú ý Zoom online vấn đề tạo và Zalo 0987732228 và Facebook và YouTube là đã có, đúng không? Tiếp theo nữa. Facebook và kênh YouTube mọi người đã biết rồi, và năm nay chúng tôi sẽ tập trung dạy online trong nước và nước ngoài, hỗ trợ và kèm cặp phân bổ với ekip của David sẽ đào tạo và phân tích hỗ trợ các học viên theo mô hình online và cam kết luôn là phải bao giỏi đi. Học hiểu được và làm được, các thông tin tự mình kiểm soát được thì đấy mới là thành công, chứ không còn phải hỏi tín hiệu của bất kỳ một nhóm nào hay một tổ chức nào hay là một cá nhân nào, mà cũng chẳng cần phải hỏi thầy. Chỉ chat với thầy và đàm luận với thầy và khẳng định với thầy thôi. Và em sẽ xem được trendline như thế nào, xem được con sóng như nào. Bởi vì người ta làm được, mình cũng sẽ làm được. Đấy là những cái nội dung mà tôi có thể gửi các anh các chị mà hỏi tôi và chat với tôi rất là nhiều để nói về cái nội dung. Tôi cũng nói luôn là tập trung vào các đối tượng nào, đúng không ạ? Đối tượng nào? Tôi nói luôn là đối tượng là chưa biết gì, ok, đúng không ạ? Người ta gọi là lùa gà. Thế thì trên mạng người ta nói là lùa gà, các anh các chị đừng lùa gà nữa. Thì những cái người mà coi là gà thì chịu khó đi học đi, chịu khó vào trong diễn đàn đọc, rồi vào trong các cái internet đọc. Tôi nói luôn với các anh chị là đọc lên trên đấy nó rác nó nhiều. Thứ hai nữa là nếu chúng ta không chắt lọc ấy thì thực sự là chúng ta tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả vấn đề của tôi cũng vậy, tôi lên trên mạng thì chẳng biết đâu mà lần, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Cái đối tượng, nếu trong trường hợp chúng ta chưa biết gì, chúng ta hãy nghiêm túc, thà mất tiền một lần hoặc là ít còn hơn là chúng ta cứ thử rồi mất tiền nhiều. Tất nhiên cái đam mê của việc đốt tiền, cái đam mê thì ai cũng có từ cổ chí kim rồi, rất nhiều bài học kinh doanh đã phải mất tiền rồi, đó cũng là cái công sức của chúng ta và chúng ta được trải nghiệm. Tuy nhiên cái việc mà từ cổ chí kim này, những người làm trước đi trước dạy cho những người làm sau đi sau thì là hoàn toàn có thể và nó vẫn được trọng dụng, một chữ cũng là thầy. Và tôi cũng rất là trân trọng các người thầy của tôi, các thầy tử vi, các thầy về máy tính, các thầy về internet marketing. Tôi cũng có một cái cậu bạn sinh năm 2000, đúng không, mới dạy tôi về internet marketing xong rất là khủng khiếp. Chủ yếu anh ta dạy về Zoom, về Telegram. Nhưng cách đây 10 năm thì cái thầy về internet của tôi thì lại dạy chủ yếu về Google và Google Document. Cách đây 5 năm thì thầy dạy của tôi là YouTube. Đúng là những cái thầy đấy là gì ạ? Là cái thầy trong tim của mình. Đối tượng thứ hai là đối tượng đang trade thua lỗ. Nếu mà chúng ta tin tưởng vào những cái khóa học thì chúng ta sẽ có được những cái vì sao đang thua lỗ. Đừng cố gắng tiếp tục mất tiền nữa. Đối tượng thứ ba là đang nóng vội vào lệnh quá nhiều, đầy người vào lệnh kiểu này. Học trò của tôi đánh vẫn thua bởi vì nóng vội, nhưng khi họ phát hiện ra họ sẽ tiết chế cảm xúc. Đối tượng sốt ruột và nóng tính, không không hiểu cảm xúc của thị trường, nôn nóng, nóng vội, không back test, không test qua đi test lại các cái mốc giá đấy. Các mốc cản có 4 lần nó không phá được đỉnh, đúng không ạ? Mà khi nó phá rồi vẫn đi bán, do vậy là chết. 4 lần nó test lại, nó đã phi qua được 4 mốc test đấy mà vẫn còn đi bán ra, thế do vậy là rất là nguy hiểm. Đối tượng sợ hãi thị trường và sợ mất tiền, những người càng sợ mất tiền thì nên đi học phải mất thử một lần xem sao.
đối tượng đã mất quá nhiều tiền, đúng không ạ? Đối tượng học viên lang thang nhiều trên mạng mà chả học được gì vì thấy loạn quá. Thì do vậy là mọi người có thể tiếp cận với lại nhóm của ekip của David. Thì trên đây là cái khóa học cùng với lại mọi người đưa ra cái quan điểm đi học là đi dạy và đi dạy là đi học. Tôi không quan tâm cái vấn đề là chúng ta hiểu được là gì, có rất nhiều thầy hay là như thế nào đó, nhưng tôi quan điểm là đi học chính là đi dạy đấy. Mỗi một người đi dạy, ví dụ ngày hôm qua tôi dạy một cái anh ở bên Mỹ, anh bảo thầy bỏ cái tay ra, thầy để em xem, em làm cho thầy điều khiển được cái con chuột này và em cũng điều khiển để em hỏi được. Đấy là một cách đi dạy. Trong cái Zoom nó có một cái chức năng là người khác điều khiển chuột của máy tính của thầy, rất là ok. Đấy là cái học mà trong khi đó tôi Zoom mấy năm nay, đúng không ạ? Nhưng không biết, đấy là một cách đi học. Do vậy là cái quan điểm của tôi là như vậy. Tư Mã Ý có nói rằng là thần không có kẻ thù, chỉ có những người thầy và những người bạn. Do vậy cái khóa học là tình người, là bạn tâm giao, là phân tích cùng chia sẻ những tin tốt sau này để tự mình có thể cảm nhận được. Thì hy vọng rằng mọi người có cái tâm để học và phân tích tốt sau này. Và chúng ta quan điểm là hết tiền không sợ, hết nợ mới là sợ. Cuộc đời mà phải nợ thì mới sợ. Đó là nợ không sợ mà bệnh mới sợ. Bệnh mất niềm tin, bệnh không tin vào thị trường, bệnh không tin vào bản thân và bệnh quá nặng. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ gửi đến anh Tuấn với một số các anh chị đang hỏi là gì ạ? Em còn nợ hay là em hết tiền rồi, không có sợ, đúng không? Phải xoay sở để mà đầu tư cho tốt. Cái này là đúng này. Thầy thì cần phải chứng minh lịch sử giao dịch và kinh nghiệm, chắc chắn rồi nhá. Mọi người ấy mà đi học ấy mà không hỏi thầy là lịch sử giao dịch của thầy đâu và kinh nghiệm của thầy là bao nhiêu năm, bằng chứng đâu, thì không học. Đấy là cái của chắc chắn. Cái này rất là chuẩn, và cái này cũng rất chuẩn. Vì sao? Vì thứ nhất, chứng minh là phải gửi pass, gửi vận hành, gửi các history, các lịch sử, đúng không? Đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải chú ý, bởi vì có rất nhiều các bạn sinh năm 9X, 2X, 20, 2000 ấy, mà bây giờ cũng rất là nhiều thầy, họ rất giỏi, thực sự là như vậy. Nhưng nếu mà chúng ta cứ nhìn vào cái kết quả hoành tráng trong hiện tại mà quên mất cái tương lai và quên mất cái quá khứ, thì chắc chắn là chúng ta phải check lại và hãy bình tĩnh. Bởi vì sao? Hôm nay đúng có thể là ngày mai bạn ấy sẽ không đúng nữa và bạn sẽ đốt hết tiền. Hôm nay có thể đánh tốt nhưng ngày mai sẽ không đánh tốt nữa. Và vậy thì cần phải chứng minh lịch sử vận hành, đúng không ạ? Sau đó chúng ta mới hiểu được xu hướng mới là gì, quỹ và vận hành robot ra sao, tư duy giao dịch bằng tay hay là bằng hệ thống quản trị, tư duy về thì tương lai dòng tiền và tự động như thế tốt hay không, thì cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải được đào tạo. Và chúng ta đi vào các cái lịch sử giao dịch cũng như là một số cái mô hình để chúng ta biết được, đúng không? Rất nhiều các lịch sử, thậm chí là cái MQL5, đúng không ạ, mà chúng tôi có thể cung cấp cho các cái học viên. Thứ hai nữa là các cái vận hành quỹ của chúng tôi, cũng như là đưa ra các giải pháp để vận hành sao cho có các cái con sóng và sẽ vận hành được sao cho tốt nhất với cái mức lãi suất tốt nhất ở các cái quỹ, đúng không ạ? Ngoài ra có những cái mô hình để vận hành một cái MQL5, các tín hiệu và các bán tín hiệu thì chúng ta có thể theo dõi. Ví dụ như là các cái quỹ mà TPG và GFX họ kiểm soát và họ đưa ra. Đây, ví dụ như là cái equity là 218.000, profit là 1.4 triệu. Tổng cái lợi nhuận nó rơi vào 73.4, lỗ nó rơi vào 26.6. Cái drawdown là cái tỷ lệ thua lỗ là 16.1%, cái tỷ lệ này là quá ngon. Rồi đây là cái quỹ để vận hành, TPG đang vận hành và chúng ta theo dõi được các cái tỷ lệ mà trading, đúng không ạ? Đây là những cái tín hiệu. Ngoài ra thì quản lý quỹ cũng như đưa ra các giải pháp copy trade hay là các mô hình đánh tay hay đánh giao dịch thông qua no loss system, các hệ thống đưa ra các cái giải pháp, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta mới biết được các lịch sử giao dịch, các lịch sử vận hành của hệ thống tài khoản. Nó đánh giá là một trong những cái mà chúng ta vận hành tốt. Và cấu trúc của các cái vấn đề vào lệnh này nó phải tư duy của cái việc quản lý. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu qua được các cái vấn đề về
tư duy giao dịch, đúng không? Ví dụ như là phân tích, kẻ vẽ. Và đến khi toàn bộ thị trường đưa ra các cái mô hình đó thì chúng ta yên tâm để chúng ta học và đào tạo. Các cái profit đưa ra, các cái profit và backtest để đưa ra các cái mô hình để chúng ta có thể xem được các hệ thống, đúng không? Tổng deposit, rồi các tài khoản nhỏ, các tài khoản lớn, thì hiện tại thì các lịch sử giao dịch của ekip chúng tôi là đang hiện tại là đang vận hành rất là trơn tru, thì hy vọng rằng các học viên có thể yên tâm để xem và xây dựng một cái quy trình về giao dịch. Ngoài ra thì chúng ta có thể vào được cái gfx.edu.vn. đây là những cái backtest, những cái lịch sử và những cái hệ thống mà quỹ nó quẳng lên để chúng ta theo dõi, đúng không? Các cái mô hình, các cái giao dịch cũng như là các cái phương pháp để nhìn thấy các history, các phong cách đánh và các cái giao dịch và các tỷ lệ lợi nhuận, cũng như là cho chúng ta biết được. Thì hệ thống vẫn giao dịch và rất là nhiều năm nay đưa ra các giải pháp để các khóa học hoàn thiện hơn để cho các cái khách hàng cảm thấy ok nhất. Các vấn đề về quản trị, đúng không ạ? Sell buy, buy sell với cái tỷ lệ lỗ và tỷ lệ lãi, cắt lỗ và take profit như thế nào, thì chúng ta biết được các vùng quản trị đó. Điều tiếp nữa là tôi muốn nói với lại quý vị khách hàng là như thế này. Các học viên, sau khi chúng ta tìm hiểu về toàn bộ vấn đề kỹ thuật rồi, kẻ vẽ xong rồi, và các mô hình nến bao gồm Ichimoku, Bollinger Band, ADX, RSI, Stock, sau khi chúng ta hoàn thiện tất cả cái này rồi thì chúng ta thiên hướng về cái đánh đơn giản nhất, phải không anh Eddie? Sau khi chúng ta hiểu hết toàn bộ này rồi thì cách đánh cuối cùng của chúng ta đó là đánh theo nến, đánh theo các mô hình mặc cản mà chúng ta có thể vẽ được. Nhưng chúng ta phải hiểu hết thì chúng ta mới biết được các mốc cản để chúng ta backtest, chúng ta so sánh. Và các khóa học của chúng tôi đưa ra là sau khi kẻ vẽ rồi, ban đầu các anh các chị sẽ thấy rất thích học kỹ thuật kẻ vẽ, trendline, đường xu hướng. Và ADX là gì, Bollinger Band là gì, RSI, Stochastic, nó gồm có 18 các tín hiệu. Thì cuối cùng là chúng ta sẽ hiểu sâu, hiểu rõ về các mô hình về trung hạn, ngắn hạn và dài hạn. Các vấn đề về trendline, các vấn đề về đánh nhanh thắng nhanh, các vấn đề đánh rút gọn với một cái mô hình đơn giản nhất, tinh giản nhất, để chúng ta phải thực hiện một cái là cái gì đơn giản nó càng đơn giản, cái gì càng phức tạp thì chúng ta... Tuy nhiên cái lý thuyết cơ bản nhất là để chúng ta đào tạo sao cho chúng ta có được cái sự hiểu biết. Do vậy tôi làm cái video này hy vọng rằng là để các khóa học của tôi sẽ tiếp tục đón nhận cái sự ủng hộ của mọi người, và đặc biệt là các khóa học online sẽ được hỗ trợ cho các thành viên, ưu tiên các cái bạn đang rất là máu học, đang rất là thích học, tuy nhiên là chưa có một cái niềm tin ở nơi nào, thì hy vọng đừng ngần ngại Zalo với kênh của chúng tôi. Và xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.